dậy sớm được hả? Được, trời. lúc đó hôm qua bốn bốn giờ không mày, luôn hôm qua ba giờ giờ ba giờ chạy luôn, phải nói thằng qua mấy giờ nó lợi vậy, qua nó lợi sớm mà nó lợi liên sớm. Rồi Nguyễn ra đi vô luôn. Đứng sát sát vô đó. Hello, đi ngõ này nè.
lại chụp đi. Cứ tự nhiên đi, đi cứ đi tự đi đứng tự nhiên. Không sao nó về cái nghệ thuật ánh sáng đó, nửa trắng nửa đen giờ mới đẹp. Chưa nghệ thuật ánh sáng đó, nửa trắng nửa đen giờ mới đẹp chứ không phải cần phải trắng hết. Đạo diễn nào cũng làm gì cũng làm. Bây giờ kinh doanh là chùa nào cũng lời đó, cũng vừa nghe không có lỗ. Phật tử bây giờ nhưng mà nhớ